Chết. Nói chứ chút xíu con sẽ gặp anh, con coi tự con á, con thấy như thế nào nha. Mở nào. Để tự đàn gái kiểm tra nha. Con kiểm tra nha. Dạ. Rồi. Mặt hai người này làm như có cái phu thê hay sao? Em có cái tim như bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Thì món quà anh làm cả tuần nay để mong được tặng em. Em cảm ơn. Em xin tặng anh một chậu xương động tuyết. Mong là anh sẽ luôn luôn vui vẻ và sống hạnh phúc. Dạ. Em đứng ngay giữa đi, em trai đứng ngay giữa. Rồi em gái nha. Nhắm cho kỹ nha, em trai quay hai ba vòng đi. Coi nè, kiểm tra nè. Từ từ chậm chậm. Tự lực dừng lại, dừng lại. Đó. Quay nữa một vòng nửa vòng thôi. Dạ. Dừng lại. Đó, kiểm tra vòng 3 đi. Đó, sao nè, sao nè. Dạ. Mặc dù là không như con mong muốn nhưng mà cơ bản là vẫn có. Rồi, ngồi đi em trai. Cảm nhận về nhau đi, giờ kiểm tra vòng 3 rồi ha. Dạ. Mình cảm nhận lần đầu tiên anh gặp em, con tim anh muốn bay. Xin chào hai em xinh đẹp và vui tính của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào bạn gái bên cạnh ạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có trong trường quay này, chào trân trọng nhất ạ. Tôi xin giới thiệu tôi đầy đủ là tên họ đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh. Năm nay 28 tuổi, quê quán thì ở Hải Dương. Sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai, hiện nay đang công tác tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 39, Quân đoàn 4 ạ. Có sở thích là thích xem thể thao. Như trồng hoa hồng. Ước mơ sao con nho nhỏ là sau này giờ sẽ có một khoảng đất nhỏ thì trồng hoa hồng để mỗi sáng thức dậy là cắt một cành hoa hoặc một nhánh hoa cài lên ngay tóc người mình yêu như là vợ mình để họ cảm thấy được cái niềm hạnh phúc cũng như là được yêu thương. Trời ơi, lãng mạn quá vậy. Và mong muốn qua chương trình này thì tìm được một nửa của cuộc đời để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc ạ. Mời nhà gái. Hy vọng là nhà trai sẽ tìm được một nửa yêu thương ha. Còn bây giờ nhà gái mình giới thiệu đi nào. Dạ, lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh, xin chào các chiến sĩ và chào quý vị khán giả đang có tại trường quay cũng như đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Bùi Minh Nguyệt, năm nay 24 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Công việc hiện tại của em là nhân viên phát triển sản phẩm của một công ty giày ở Xuân Lộc luôn ạ. Ồ vậy hả? Dạ. Hai người cùng ở Đồng Nai luôn Linh ơi. Vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Em trai có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Thưa toàn thể khán giả thì điểm mạnh của tôi là trong công việc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hòa đồng vui vẻ và với mọi người xung quanh, biết nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, thêu thùa khâu vá. Giỏi quá nhỉ. Khâu vá luôn đó. Có cái điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu thì đôi lúc mà trong công việc thì hơi thẳng thắn một chút. Thứ hai là khả năng tán gái thì có trình độ chưa cao lắm. Rồi bây giờ thôi mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho đàn trai nghe đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ và rất biết lắng nghe. Còn về điểm yếu thì hơi nhiều xíu. Hơi nhiều xíu à. Điểm yếu thì hơi lề mề. Đặc biệt là khi ngủ, tưởng ngủ thì rất là xấu. Không sao đâu, tưởng ngủ xấu chỉ có người bên cạnh mình thấy thôi, không vấn đề gì cả. Dạ. Sở trường là cái gì? Dạ, sở trường của con là thích ca hát, thích làm thơ. Rồi. Đọc đó. Bài thơ nghe coi. Dạ, con có chuẩn bị một bài thơ nhưng mà con chưa có thuộc nên là cho con cầm. Vậy mà nói thích thơ. Tại con vừa mới làm xong. Đàn trai tôi cũng không biết có yêu thơ mà rất là lãng mạn. Bạn ơi, bạn có thích thơ không bạn ơi? Dạ, chào chị ạ. Dạ, thơ thì em cũng thích ạ. Có thuộc thơ em thích cái loại gọi là cái thể loại thơ gì? Dạ, nói chung là thơ về cách mạng cũng như là tình yêu đôi nữa ạ. Đâu đọc thử bài thơ nào nghe cái coi. Dạ, thì hôm nay đến chương trình thì em cũng xin đọc một đoạn. Dạ, trước khi đọc một đoạn thì em cũng có một số đôi lời bạn gái bên cạnh. Nói đi, nói lớn lên cho bạn gái nghe. Nói lớn mới nghe, đúng rồi đó. Dạ, em xin được đứng lên. Xin chào thiên thần bé nhỏ. Em không phải tìm kiếm xa xôi đâu nữa, có anh đây rồi. Và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào khi có khó khăn gì thì luôn vững bước cho cuộc sống. Trời hay quá. Sau đây em xin ta đọc một đoạn với bài mang tựa đề Em và Anh ạ. Em là một thoáng hoàng hôn, anh như Như gì? Em như gì? Dạ. Có quyền coi giấy nha. Dạ. Để em trong khi nãy tại hơi hồi hộp quá, rất mong được chàng pháo tay của quý vị khán giả ạ. Em nằm một thoáng hoàng hôn, anh như chim nạc bồn chồn cánh bay. Em bồng bềnh một thoáng làn mây, anh xin nằm chó để bay theo cùng. Nếu làm em gì, nằm gió. Nằm gió để nghe lộn tưởng đâu làm anh. Nếu em nằm một cánh rừng, tình anh dòng suối bồng bềnh cuốn theo ạ. Cái này thơ này em làm hay sao? Thơ này là do một đồng chí chính viên sáng tác để nên có để tặng bạn gái bên cạnh đấy, thì em cũng góp lời chút ạ. Trước khi đi là hai người ngồi bàn làm bài thơ này đúng không? Dạ, nói chung là có sự cộng tác của cấp trên và cấp dưới trong cái chương trình này ạ. Hay quá rồi, cảm ơn anh trai. Em có nghe rõ cái bài thơ này không? Có. Tại vì cái bài thơ này rất là hay, cái bài thơ cái lời lẽ rất là lãng mạn luôn. Em làm một áng hoàng hôn á. Dạ. Bên đàn gái mình có mấy mối tình rồi? Nói cái này hơi ngại xíu nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Câu này lạ nha. Mình xinh xắn nè, mình có nhiều những tài lẻ nè, mắc mới gì mình ế? Tại mình khó quá đúng không? Dạ không, con thấy con cũng dễ, con cũng hòa đồng với mọi người. Nhưng mà trước kia là con có thích một bạn đơn phương thôi. Nhưng mà thích từ năm cấp 3 cho tới năm 2 đại học luôn. Vậy đó hả? Con mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Dạ, con mong một người bạn trai cao khoảng 1m67 đến số 8. 1m67 đến số 8 nha. Chú ơi. Dạ dạ. Chú mét bao nhiêu nào? Dạ, mét 7 ạ. Rồi, ngon lành, mét 7 lận. Ngon. Cái gì nữa? Hòa đồng vui vẻ. Hòa đồng vui vẻ có không nè? Có quá đi chứ. Cái này là thừa luôn chị. Thừa luôn. Chị khẳng định luôn em có tới 100% cái điều mà nhà gái muốn luôn á. Bên kia người ta chưa có mối tình nào, bên đây có mối tình nào chưa nè? Dạ bác anh, em có một mối đã. Mối đó là thời em học bên năm thứ 3 ở Hà Nội. Nhưng mà do cái thời gian không có thời gian về, một năm về được có 2 lần nên khả năng quan tâm bạn gái không có. Thứ hai là sau khi ra trường thì nói chung áp lực công việc cũng chưa tìm hiểu sâu nên hiện tại giờ vẫn chưa có. Coi như mối tình cũng không có dài. Coi như đơn phương thôi đúng không hay sao? Dạ có, cũng quen được 5-6 tháng ạ. Quen 5-6 tháng rồi thôi tới giờ luôn hay sao em? Dạ giờ vẫn chưa có một nửa đó. Chưa có phải không? Dạ. Em yên tâm, đã có thiên thần ngồi bên đây chờ em rồi nha. Rồi thôi gặp người thân đi. Em trai đi với ai nào? Dạ em này đi với thủ trưởng của em ạ. Là đồng chí Lê Trọng Khánh, phó chính ủy trung đoàn ạ. Chào thủ trưởng thương yêu quen thuộc. Thủ trưởng là coi như thủ là cái kết duyên lắm hết cho lính của mình rồi. Vâng, xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và xin chào tất cả mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Tôi là Lê Trọng Khánh, phó chính ủy trung đoàn 31, sư đoàn 309 của quân đoàn 4, là thủ trưởng của đồng chí Tuấn Anh. Xin giới thiệu với em gái ở đây, ngoài những cái điểm mạnh của Tuấn Anh thì xin nói thêm một tí. Hiện nay Tuấn Anh là bí thư chi đoàn và chính vị viên phó của đại đội, quản lý khoảng 100 là chiến sĩ. Đấy, bản chất phẩm chất chính trị là rất tốt, sức khỏe tốt và qua 2 năm công tác thì đồng chí Tuấn Anh là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Và mong muốn của thủ trưởng đơn vị, bản thân tôi hôm nay ở đây cũng như anh em trong đơn vị đi muốn là Tuấn Anh hôm nay quen được một bạn gái. Và nhìn ở đây thì thấy bạn gái là rất dễ thương, đặc biệt là quê ở Xuân Lộc, cũng ở Đồng Nai. Thì hiện nay ở trung đoàn 31 thì lên trên đó thì cũng gần thôi, khoảng 100 cây số. Và nếu mà về Vĩnh Cửu thì từ Xuân Lộc về chỉ có 60 cây. Nếu mà hai bạn mà hôm nay là có duyên với nhau và mong muốn là hai người sẽ là tiếp tục là bấm nút và tìm hiểu thì hiểu thêm về với lại trung đoàn chúng tôi, thêm một người con, một người em đấy, và chúc hai em tiến tới là vợ chồng. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng. Wow. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại gia đình 3 thế hệ nha em. Là dạ. Sao? Dạ có bà ngoại, ba mẹ và em trai. Và có bạn thân em. Chào xin kính chào chị Hồng Vân xinh đẹp và cảm ơn Quyền Linh. Tôi là mẹ của Nguyệt. Nguyệt thì ở nhà thì nói chung tánh hiền, hơi chậm một xíu nhưng mà cũng siêng, cũng biết lo cho gia đình. Còn bạn trai bên đây thì nhìn ngoài thì cũng được, có điều là hơi ốm xíu. Cô thì không quan trọng về cái bề ngoài lắm, quan trọng về cái tính cách. Miễn là sau này thương Nguyệt, chăm lo cho gia đình tốt là được. Thấy hai đứa cũng hợp với nhau cũng được thì mong là hai con cho nhau cơ hội để gia đình sớm có niềm vui. Nói chung là mẹ rất là mong. Cảm ơn là nhà bà ngoại cũng khóc luôn rồi kìa. Bà ngoại có muốn nói châm, bà ngoại nói tiếng miếng đi. Thương không, bà ngoại thương cháu quá. Kính thưa chú Quyền Linh, kính thưa cô Hồng Vân, kính thưa tất cả quý vị ở trong trường quay, đưa bên nhà các chú bộ đội nhà trai. Gia đình rất là mong trong Nguyệt có gia đình. Nên hôm nay chúng tôi rất mừng. Và cũng chỉ mong một cái điều cuối cùng là hai cháu cho nhau cơ hội và xây dựng được thành một gia đình. Chúng tôi rất là mừng. Dạ, trời ơi. Cảm ơn ngoại. Ngoại thương Nguyệt, ngoại thương cháu quá rồi hả? Cô ơi, cho con hỏi thêm một điều được không cô? Con hỏi anh luôn chút xíu, kéo rào con hỏi anh luôn. Không, con hỏi cô cái này hỏi hơi cô hả? Ok, hỏi cô đi. Con cũng thích một người có vòng ba hơi bự xíu á cô. À, hết rồi, giờ tôi phải qua tôi check lại cái vòng ba của ổng. Em nói là em thích cái người có vòng ba hơi bự xíu, nên phải check lại cái vòng ba của bạn này xíu. Vòng 3, vòng 1, vòng 4 như nhau, khỏi check. Nói chứ chút xíu con sẽ gặp anh, con coi tự con á, con thấy như thế nào nha. Mở rào. Để tự đàn gái kiểm tra nha. Con kiểm tra nha. Dạ. Rồi. Mặt hai người này làm như có cái phu thê hay sao? Em có cái tim như bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Thì món quà anh làm cả tuần nay để mong được tặng em. Em cảm ơn. Em xin tặng anh một chậu xương động tuyết. Mong là anh sẽ luôn luôn vui vẻ và sống hạnh phúc. Dạ. Em đứng ngay giữa đi, em trai đứng ngay giữa. Rồi em gái nha, nhắm cho kỹ nha, em trai quay. Đó, coi vòng nè, đi. Coi nè, kiểm tra nè. Từ từ, chậm chậm, tự lực dừng lại, dừng lại. Đó. Quay nữa, một vòng, nửa vòng thôi. Dạ. Dừng lại. Đó, kiểm tra vòng 3 đi. Đó, sao nè, sao nè. Dạ, mặc dù là không như con mong muốn nhưng mà cơ bản là vẫn có. Rồi, ngồi đi em trai. Cảm nhận về nhau đi, giờ kiểm tra vòng 3 rồi ha. Dạ. Mình cảm nhận lần đầu tiên anh gặp em, con tim anh muốn bay rồi, để chạy theo tiếng gọi con tin em. Từ khi nhìn thấy em thì anh thấy em một cô gái dễ thương, có được cặp mắt kính rất xinh đẹp. Đó là cái sự nhìn nhận của anh. Vừa anh bảo em là một thiên thần, đúng ra thật ra đúng là quá là một thiên thần luôn. Quá thiên thần luôn, dạ, quá thiên thần luôn. Đầu tiên thì em nhìn thấy anh thì thấy anh là hiền. Nhưng mà chắc là bên ngoài đời thường thì anh chắc cũng nói nhiều lắm đúng không? Cũng tùy nút. Tại vì em thấy anh là một người lãng mạn. Không biết thì ngoài thích thơ ca ra thì anh còn thích, anh có thích đá bóng không? Anh có thích đá bóng. Đội bóng anh thích là đội nào? Câu lạc bộ Real Madrid. À, vậy đối ngược với em rồi, em thích Barca. Barca hơn hả? Dạ. Nói chung là mình có thể cùng ăn cánh gà và xem đá bóng là được. Hẹn hò thế nào đó, hai bạn ở đâu đó bàn tính đi. Cách xa bao nhiêu em làm việc ở đâu? Em thì công ty em đang ở Xuân Lộc, và công ty em thì làm cho đến thứ Bảy, em chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật thôi. Anh Đồng Nai này có khả năng nếu mà chiều thứ Sáu, chiều thứ Bảy, Chủ nhật thời gian nếu mà tuần nghỉ thì anh có thể đến với em chơi. Dạ. Hoặc là mình có thể cùng lên Biên Hòa chơi. Em có sở thích nào không nhỉ? Dạ, em thì thích ca hát, thích làm thơ. Đến đây thì em cũng xin tặng anh một bài hát. Rồi, anh lắng nghe. Sẽ luôn thân gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Đó, hay quá à. Đâu, cái bài thơ con gái, cái bài thơ mà con gái làm đâu? Đọc đi, tự sáng tác, bạn tự sáng tác thơ, con đọc đi. Thực ra thì em mới sáng tác bài thơ này thôi nên là em cũng chưa có thuộc. Thì em xin được cầm giấy đọc. Đông sang áo ấm mặt dày, em 23 tuổi thân gầy ôm đông. Xuân sang chim én lượn vòng, em 24 tuổi xuân rồng cô đơn. Hạ sang ve tiếng từng cơn, tim em lạnh lẽo cô đơn chiều tàn. Thu sang sân lá rụng vàng, thương anh tay nắm những ngày đông tan. Năm qua năm lướt nhẹ nhàng, xuân nay em có muôn vàng yêu thương. Bạn đứng, bạn nắm tay, bạn cảm nhận coi là cái sự ấm áp, cái tình cảm của mình dành cho bạn gái là cỡ nào nè? Quá ấm áp vậy ạ. Hả? Sao? Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Qua cái sự chia sẻ đồng cảm của bạn nữ, con gái đã sinh ra đã chịu thiệt thòi rồi, nên cái sự tìm hiểu đó là một quá trình, chứ không sau này giả sử tìm kiếm một người nào không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này cũng như là cái tương lai sau này ạ. Nên để vì vậy nên phải có một sự tìm hiểu lâu dài để cho nó đến bờ hạnh phúc nó tốt nhất ạ. Anh có cùng quan điểm với em. Rồi, các bạn về vị trí. Nếu thật sự chúng ta rung động thì đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu như cảm giác không phải, chúng ta không cần bấm nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Bắt đầu. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng hai em luôn. Bây giờ có bà ngoại, có ba mẹ ở đây, xin phép bà ngoại với ba mẹ được dành cho em nụ hôn đầu tiên. Thật ra xin phép gia đình con gửi đến em nụ hôn đầu tiên của em, con dành cho em. Thôi, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Đến đây để tìm hiểu nhau, để yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn nha. Nãy con đã đọc cái món quà của anh chưa? Con đọc lớn cái bài thơ mà anh viết nè. Đọc đi. Yêu em yêu cả cuộc đời, đời anh là lính suốt đời yêu em. Yêu em yêu thật nồng nàn, tình yêu anh mãi chỉ dành cho em. Đó. Và cái này là làm mấy đêm? Dạ, hơn một tuần ạ. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó nha. Ok. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn cô Hồng Vân và chúng mình. Đời trồng hoa hồng với làm thơ nha. Rồi.